Họ gọi mày là một thằng đội trưởng hết thời. Họ gọi mày là một thằng phản bội. Họ gọi mày là thằng trợ thủ không biết chơi. Là một kẻ bị ruồng bỏ. Là thằng cơ trưởng độc tài. Họ ghét cách mày ăn mừng sau mỗi chiến thắng. Họ ghét cách mày dẫn dắt đồng đội. Và chức vô địch của mày chỉ vì mày ăn may. Họ ghét cách mày dâng cao thành công danh vọng. Họ luôn luôn dislike video của mày, dislike cả cái đầu chọc của mày. Họ ghen tị vì mày có quá nhiều fan hâm mộ, vì mày có hàng tá hợp đồng tài trợ, vì mày kiếm được một núi tiền thưởng sau mỗi chức vô địch, vì mày đã nỗ lực luyện tập, vì đã nỗ lực thi đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Họ đang ghen tị về những thành công của chúng mày, ghen tị về những thứ mày có và họ không bao giờ đạt được. Mày sẽ không bao giờ được dừng lại. Level up yourself.